Bắt đầu chúng ta đã live trên fanpage của Hoàng Phát. Xem nào. Nếu mà đợi một chút thì video mới lên được, không lên được luôn đâu. Hy vọng âm thanh sẽ rõ ràng để các bạn nghe được. Ánh sáng đã ổn chưa nhỉ? Nghĩ là ổn. Và cái camera này tôi cũng nét tự động, hy vọng các bạn sẽ xem được rõ ràng. Chúng ta có mặt tại Hanfast Router cùng nhau livestream. Cái bộ cây này là Multimedia 3 đúng không nhỉ? Multimedia 3 đó. Nếu như không nhầm thì có giá 1.990.000 và có chip Ryzen 5 cũng như là RAM 8GB này, cao cảm ạ, 1050. Và trong này mình cũng đang lắp tạm thời là đang lắp 2 RAM 16GB thì mình cũng dùng cái máy này, máy cá nhân mà, để render video. Hôm nay mình có số thứ. Các bạn xem được video chưa nhỉ? Nếu mà xem được rồi thì có thể comment ở bên dưới. Mình đang để like ở đây. Thì chúng ta cùng nhau test thử xem cái hiệu năng của máy như thế nào. Mình cũng dùng một phần mềm để theo dõi luôn. Lên video chưa nhỉ? Không chưa thấy đâu nhỉ? À đây rồi, video lên rồi. Video đã xuất hiện. Đó. Mọi người ngồi đằng sau thì đề nghị cho xin mấy phút mặc niệm nha, để chúng ta có nhau livestream cho nó vui vẻ và mọi người thì xem được cái rõ ràng nhất. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một bộ máy đây. Thì cấu hình đã nghỉ đây là chúng ta sử dụng chip Ryzen 5400 này. Sẽ có bên là bên Gigabyte từ A320. Là bên tới DS2 cái bên này thì khá là ngon. Sẽ có RAM Xeo. Nhưng mà trong này thì mình đang cắm tặng một cặp RAM khác 16GB. Chúng ta sẽ có nguồn là 420W nữa. Mình sẽ xem một số link livestream khác là quay cái cận cảnh của cái bộ cây này, các bạn nhìn rõ hơn cái cây trông như thế nào, các bạn có thể click một link để xem. Và chúng ta sẽ có là vỏ cây có mặt mica ở bên cạnh khá là ngon, lắp được cả quạt tản nhiệt ở trên đó là trước. Đúng rồi, có số người là sau xem ở ba của có lẽ là cái webcam đặt hơi xa thì không biết xử lý vấn đề thế nào, anh nghĩ chúng ta lại cho nó gần lại hơn. Vang hay là vọng? Vọng à? Vọng có thể lấy cho mọi người chứ rất loa. Để mình cũng bật lên nghe thử cái máy mình xem như nào. Vang hay là vọng? Vọng à? Vọng có thể lấy cho mọi người chứ rất loa. Mình sẽ tìm hiểu xem tại sao nó lại hơi vọng. Đó, mình đang live một người OBS. Các bạn cũng biết cái này rồi. Vang hay là vọng? Video capture đây, mình sẽ tìm hiểu xem tại sao lại hơi vọng. Đó, mình đang live một người OBS, các bạn cũng biết cái này rồi. Biết là cái nào nào? Video capture đây, mình xem. Rồi, chắc là đỡ rồi, mình sẽ tắt bớt mấy cái âm thanh này đi. Stop audio. Hết vọng chưa nhỉ? Hết vọng rồi đúng không? Check. Rồi. Đó là do hai cái phần mềm cùng ghiêm một lúc. Hết vọng chưa nhỉ? Đỡ rồi đúng không nhỉ? Mọi người thì test cho mình đúng không? Là tiếng âm thanh đã đỡ chưa? Hình như là vẫn có cái tiếng nó vang vang ở đằng sau. Không biết lý do là gì. Bắt đầu nha, mọi người đã kiểm tra được kết nối mạng chưa? Xem được video qua lê chưa? Ô lao lê. Thì chúng ta cùng nhau test thử một số thứ liên quan đến cái bộ máy này. Ví dụ như là chơi game, render và làm một số liên quan đúng không ạ? Thế nên mình sẽ mở DXDIAG, DXDIAG. Thì các bạn thì xem chúng ta sử dụng main A320 này. Đấy, chip Ryzen 5400 và card đồ họa là GTX 1050. Đây là card đồ họa có RAM 2GB. Bây giờ mình sẽ thử chơi game xem bộ máy như thế nào. Cấu hình vẫn ở đây. Đó.
thì mình cũng sẽ bật một số cái thông tin liên quan đến phần trăm load của card đồ họa, phần trăm load của CPU và nhiệt độ card đồ họa như thế nào để trong thời gian chơi xem nó có mát mẻ hay không. Ở đây thì mình đang để sẵn CSGO. Mình cũng khá khoái cái tựa game này, chơi khá là nhiều. Và đang mở thử một trận với cả boss để test xem như thế nào. Và tạm thời hiện tại thì team mình đang thua sấp mặt 1-3. Mình tắt biệt kỳ chưa nhỉ? Hy vọng mình tắt rồi. Rồi, tắt rồi. Chơi thử xem thế nào. Các bạn có thể nhìn thấy là ở trên góc bên trái là sẽ có FPS này, sẽ có số lượng RAM đang bị dùng bởi máy này, và sẽ có phần trăm load của CPU cũng như nhiệt độ của card đồ họa. Đó. Đây mình còn một mình đấu với cả 5 thằng, mình vào muộn. Mình sẽ thử warm up với bot trước và trận sau thì mình sẽ chơi ở trên server online, trên deathmatch. Bởi vì bắn một mình solo như này mà không có mic nữa thì chơi kiểu competitive thì khá là nguy hiểm. Ô, tại sao bom vứt nhà kia nhỉ? Hay nhỉ? Hình như là áp cao một lúc thì bom rơi ra thì phải. Nếu mình không nhầm là kiểu cho như thế. Wow. Súng em không bắn xa được. Một cân năm rất khó các bạn ạ. Rồi, mình sẽ thử warm up một lần nữa và chúng ta bắn deathmatch sau round này. Hiện tại thì FPS đang ở mức là khoảng tầm 120-150. Đây là mức độ hòa cao ở con giải Full HD. Với cả mình còn vừa stream vừa chơi nữa, các bạn thì lưu ý. Thì mình đã từng test thử game này bằng Fraps để đo đồ họa mức như thế nào. Thì nếu mà các bạn chơi ở mức đồ họa Full HD mà mắc lỗi ấy thì phải được khoảng tầm 190 FPS. Bởi vì mình đang stream thế này, mình đang stream thế nên là FPS nó không được cao. Mình đang chơi từ nick của một cậu bạn thì có khẩu súng khá đẹp, khá là màu mè. Rồi chúng ta sẽ quay ra bán deathmatch với cả trên online để xem cái FPS như thế nào nhé. Anh Huy cho biết sao mà bộ máy có hơi tối à? Thì có lẽ là tại camera iPhone của anh Đào Đức Tiến, Tiến Lê Điện là nó hơi bị tối, không phải là tại tôi. Anh có thể dí sát vào. Anh cho biết tối hình của máy anh ạ. Cái máy này thì nếu các bạn xem trên live ở trên cái khu vực này thì bộ máy này là Ryzen 4, Ryzen 5 1400 này. Chúng ta sẽ có RAM 8GB, card đồ họa Asus GTX 1050 và sẽ có cái vỏ cây khá đẹp này, vỏ Mica, nguồn là nguồn 420W thì phải, nếu có nhớ không nhầm. Và các bạn sẽ chưa có ổ cứng nhé, thì lưu ý khi mua sẽ cần theo ổ cứng. Thì tôi đang lắp hai cái SSD ở đây và cũng như là thay tạm thời RAM là RAM 16GB thay vì RAM 8GB theo máy, bởi vì tôi render khá nhiều thứ. Đó. Đấy, các bạn thì thấy nick của các bạn tôi là đang ở Gold Nova 4. Đấy, rank rất là cao. Cao hơn luôn các bạn ạ. Rồi tôi sẽ bắn thử deathmatch ở map đất 2. Cái game CSGO này thì tôi cũng tương đối gọi là người biết chơi rồi, thế nên là không quá quan trọng. Nhưng còn tí nữa tôi sẽ chơi một số game, ví dụ như quay Unknown Battleground hay là chơi League of Legends, thì game đấy gần như tôi không chơi bao giờ. Hôm nay mới được sờ vào lần đầu tiên. Thì trong nữa sẽ thử xem là cái trình của mình đến đâu, và có gì không biết thì mình sẽ hỏi các bạn luôn, các bạn comment ở dưới để mình mở mang tầm mắt luôn. Bên cạnh đường đối thủ. Kẻ quá nguyên. Tôi vừa xuất hiện cái thông bắt đầu luôn các bạn ạ, các bạn thấy bắn rất gà. Đấy, sau lưng rồi. Các bạn thấy là lại bị móc ở sau lưng rồi. FPS đang rất ổn định ở 150. Đấy, các bạn thì tôi quay ra bắt vỡ đầu luôn. Đối thủ tôi rất đi rồi.
Đấy, cái nick của anh bạn đối khẩu M4 màu đỏ. Khá là dễ thương. Tôi vào thì game gần kết thúc, chỉ còn 1 phút là kết thúc rồi. Tôi vào game là khá muộn. Thế bắt đầu thử chơi lại như nào. Ôi, rất đông, kể trước cả sau luôn. Ôi, lại bữa đầu lại một thanh niên ở bên phải. Không hiểu vì lý do gì mà súng của tôi vừa từ màu đỏ biến thành màu đen. Đấy, vậy là màu đen rồi, trong nữa sẽ là màu đỏ đó. Skin nốt hơi chậm. FF vẫn đang ổn định trên 100. Mặc dù chúng ta vừa chơi game Max Setting vừa stream ở độ dài Phương Hải Phương Đất D thì FPS vẫn rất ổn định trên 100. Đừng nghĩ là game CSGO thì không phải là game đòi hỏi đồ họa quá cao. Ồ, đối thủ chúng ta bắn rất kinh. Tôi đứng tít đằng xa đã vỡ đầu rồi. Đó, lại sau lưng rồi. Đấy là cái tôi ghét ở game Deathmatch, đó là đối thủ vẫn xuất hiện bất kỳ đâu. Đấy, lại sau lưng rồi. À, hy vọng đối thủ ở đây chúng ta có thể hút được một mạng. Không có ai, không nghe tiếng súng mà là quân mình rồi. Ôi trời ơi, đi zone làm sao bắn xa được như thế. 7 máu các bạn ạ. Bắn ra đó thì được mất 7 máu của đối phương. Đang sau lưng rồi. Hôm nay không phải ngày của tôi thì sao, nó rất là đen bởi vì đối phương toàn xuất hiện ở sau lưng. Rồi chúng ta bắt đầu chơi lại một game mới. Tôi cố gắng sơ mình cướp, tôi thích bắn AK-47 hơn. Rồi chúng ta bắt đầu một game mới. Rồi, tôi muốn sang bên cướp cơ. Rồi, rất nhiều bạn đã bắn gay gắt ở trong này, hy vọng bạn nghe thấy tiếng âm thanh của game. Tôi sẽ để đối phương chúng ta warm up một chút. Vâng, tôi vỡ đầu rồi các bạn ạ, bởi tôi mà nó mảnh nhắn tin. May quá tôi không chết các bạn ạ. Vâng, tôi đang giết gà để lấy thêm điểm. Một trò rất rẻ tiền. Tôi cả đồng đội này. Vâng, vào đầu rồi anh ấy chỉ mất 7-8 máu. Điều tuyệt vời của Tua Beretta. Đùa với Beretta với khoảng cách đấy, bắn sát vào đầu chỉ mất có 71 máu. Thêm chút nữa thì sẽ bằng khẩu của Lóc. Thật sự là ngồi chỗ này mình không quen chút nào và bắn khá khó chịu. À, bàn này hơi cao so với ghế. Hy vọng tôi sẽ không sấp mặt lờ trong game này. Vâng, có đối thủ nữa. Tiếng chân, rất nhiều tiếng chân. Tôi biết họ đang ở đâu. Đây rồi. Trời ơi, bắn thế mà không có móm kìa. Gà rồi. Thêm một điểm. FPS đang ở khoảng 100. Stream ở độ giải Full HD. Đang setting. FPS đang ở mức 100, khá ổn định. Vừa stream vừa chơi game Full HD, tôi nghe tiếng rớt giật. Tôi mất là chúng ta có thể mua rớt ở map đến map. Rất khó chịu các bạn ạ. Tôi nghĩ một người được chạy qua cửa bây giờ không đi đâu rồi. Vừa vào đầu một thanh niên thì mình cũng vỡ đầu luôn. Tiếng
game này còn khá lâu nữa mà trong khi chúng ta đã test xong hiệu năng như vậy rồi, tôi sẽ chuyển sang game khác để tránh buổi livestream nó quá dài. Đó, ở đây là game CS:GO. Chúng ta có thể thấy là cái bộ cây này có thể chơi được thoải mái ở mức độ cao này, đối với giải Full HD vừa stream vừa chơi trên 100 FPS. Đó, tôi phát thêm này ra rồi. Theo như sự gợi ý của anh Tiến Lê Tiện, anh bảo tôi là thử test GTA. Bây giờ tôi sẽ test thử xem như nào. Tắt tạm Facebook xuống. Ở đây tôi cũng có GTA 5 luôn. Hy vọng là GTA 5 sẽ chơi ổn định, bởi vì tôi nghĩ là GTA 5 không phải là game nhẹ. So với cấu hình chúng ta đây chỉ có 10.990.000. Hãy cùng nhau test thử xem như nào nhé. Trước khi các bạn xem, các bạn thể hãy đoán thử xem là cái game này được bao nhiêu, sẽ được bao nhiêu FPS trung bình. Chúng ta đang vào dần dần. Ok, bị làm test game GTA 5 của anh Super Story Mode. Rồi. Của máy nó sẽ thử nghiệm là một máy PCAP. Chúng ta đang ở mức là 40 độ C của GPU, còn CPU download thì CPU 1 đang là khoảng 50%, hơn 50% một chút. RAM dùng vẫn chưa hết 6GB. Và FPS thì đang ở 62. Rồi. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? Skip my day. No. Skip my day. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. FPS của chúng ta đang ở mức 40, 38, 37, 40. Tôi sẽ setting từ độ hòa xem như nào nhé. What about me? Hey. Đây là trong game không skip được. À skip được à? Rất hay. Hay quá. Lâu lắm tôi không chơi game này rồi và tôi đã phát hiện ra là có thể skip được. FPS bây giờ đang ở mức là 53. Tôi xem thử là setting của bạn ra những cái gì. Setting. Phần graphic thì xem nào. Phần lớn là sẽ là on chứ đúng không nhỉ? Graphics đây. Độ phân giải là Full HD này. Chúng ta bật khử răng cưa, bật MSAA. Vi sinh tắt. Tôi sẽ off được cái này đi. Theo lời một anh chuyên gia công nghệ đây, tôi không biết off để làm gì. Đây là độ density của dân cư này, độ density của thành phố này và khoảng cách thì nó khoảng tầm hơn dư nặng nửa dạng. Texture, shader, shadow, reflection, water các thứ đều ở mức normal, tức là mức medium. Rồi. Full HD medium. Apply. Quá thôi nào. Wow, tại MSAA phát lên gần 100 FPS các bạn ạ. Quá tởm. Mà đồ của đồ họa chúng ta sẽ hơi gai hơn một chút, bởi vì chúng ta đã vừa tắt MSAA đi. Nếu các bạn để ý kỹ thì sẽ hơi gai một chút ở các cái rìa, nhưng mà cái này phải để ý mới thấy, hoặc là những cái cảnh ở tít đằng xa xa ấy đó. Còn nếu nhìn gần thì không cảm giác là nó bị gai thế nào. Ở cái mức medium mà Full HD này thì 100 FPS hơn 100 FPS thì các bạn sẽ chơi rất thoải mái. Mọi người vẫn nghe tiếng game chứ nhỉ? Âm thanh trong game mọi người nghe thấy không nhỉ? Tôi sẽ thể hiện khả năng lãi lụa của mình cho các bạn xem. Đảm bảo xe đến nơi sẽ không vết xước. Homie, the Simeon ain't about to dock my peg. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace.
Các bạn thấy là tôi vừa mới lạng lách qua cột mà không bị làm sao. Wow, wow, wow. Thôi, mà bảo không biết trước là biết trước rồi. Bù xì rồi. Sir, các bạn thấy skin của Franklin ở trong game này là làm chậm thời gian, không khác gì Flash. Whoa, whoa, whoa. FPS chúng ta đang ở mức khoảng tầm 80 và GPU đang ở mức 60 độ C. CPU đang load khoảng tầm 80 đến 90%. Đồ họa nhìn khá ổn mà mượt. Sau khi mà test này rồi tôi sẽ tăng độ họa lên một chút để xem nó đẹp hơn như thế nào. Ở cái mức là chơi game GTA 5 này thì CPU và GPU vẫn đang khá là mát mẻ và dễ chịu. Đặc biệt là cặp đồ họa GTX 1050 chỉ có chưa đến 60 độ C, 59 độ C. Hy vọng đến 60. Wow, wow, wow. Trời, quả drip rất là bá đạo. Thôi, chiếc xe rồi. Mình thực ra đang vừa chơi game mà vừa nhìn thông số ở trên, nên là đua có hơi bị ngu si tí. Sắp đến nơi rồi. Mình đã chơi qua cái nhiệm vụ này rất lâu rồi. Và trong hầm này ít khung ảnh hơn thì FPS đang lên khoảng cả hơn 100. Ra ngoài thì hẳn xuống khoảng 80 đến 90. Rồi, về chạy cảnh sát. Đường nào đây, đường nào đây. Đây rồi, đường đi ra đây rồi. Sao mà làm đúng vòng trong khi đường ra nó ở đây. Chết rồi, xong rồi, lên. FPS nếu mà cái cảnh đông như thế này thì đang hạ xuống khoảng tầm 70. Đây là ngược chiều. Cái này là chạy càng xa cảnh sát càng tốt, các bạn nhìn bản đồ ở dưới góc mà có lẽ bạn không nhìn thấy được vì đã bị che mất rồi. Đang chạy sang cảnh sát. FPS vẫn đang khá ổn định là mức trên 60. Rất mượt mà. Thì mình nghĩ là cái setting này ở trong cái bộ cây này chơi rất thoải mái. Rất độ phân giải VD nữa. Thì đang là phân giải khá phổ biến không? Chúng tôi nhớ đang đi thì cái xe sẽ phải đúng không nhỉ? Đây nó gọi là Ninja Lead à? Phong cách Ninja Lead tạt đầu à? Mình đang đi thì anh ấy lại tạt đầu. Nó phải chạy ra khỏi cái vùng màu đỏ này. Để lên trên đồi phát ra mà. Oh shit. Tay chắc là thoát, đừng lên xe. Đúng rồi. Ở đây chắc thoát các bạn ạ. Ở đây làm sao mà tìm được. Đừng. Thôi vẫn nhìn thấy rồi. Ông, ở trong GTA ấy có một cái rất là hay nè. Xe dù nát đến đâu ấy, vào gàng sơn mất có 10-20 đô ấy, ra ngoài phát như mới luôn. Vào đây nhờ bạn. Đấy thoát không? Vẫn bị màu đỏ. Cái cầu ấy. Đừng. Không nhìn thấy mình. Bản đồ đang màu xanh. Thoát rồi. Không nhìn thấy mình đang bị che. Mọi người khốn như rất đấy. Họ gụt à? Tí nữa mình phi vào đấy.
phi lên đồi, để phi lên đồi các bạn ạ. Không ai đã không đuổi lên đồi đâu, mình tin như vậy. Đừng lật, đừng lật, đừng lật, đừng lật, đừng lật, đừng lật, thôi, đừng lật. Hỏng xe là thua đúng không nhỉ? Hỏng xe làm nhiệm vụ đấy, lên đồi đứng này thì thôi thì chấp cả thế giới luôn. Đấy, đấy, để đây, làm gì nào đi đây, đúng không? Các bạn đều thông minh không? Đấy, lên trên đồi ra để ngắm nhìn cả thành phố. Dung lượng RAM nó dùng khoảng tầm 8 GB và FPS ở mức 82. Nhiệt độ của GPU vẫn rất là mát mẻ, 81 độ C và tất cả CPU load chưa được mắc, chưa đến 80%. Đó. FPS ở mức 83. Rồi, phát rồi. Bây giờ tôi sẽ đi về nhà để hoàn thành nốt nhiệm vụ này và chúng ta lại chuyển sang game mới. À, lại đổ xe rồi. Đến lúc này mà hỏng xe thì thôi lắm nhỉ. Kiểu đến mức cuối cùng rồi. Kiểu vừa mất bao nhiêu thời gian để đua nhau với cái thằng dở hơi kia, thằng Lama kia. Rồi bắt bao công chạy cảnh sát để hỏng xe nữa thôi. Quỳ luôn. Tôi cảm giác cái xe này khá là nhẹ. Xe nhẹ bồn luôn. Ờ đúng rồi, theo như lời một anh vừa đá chân tôi, anh bảo là tăng đồ họa lên trên mức 2 hay như thế nào. Rồi tăng lên để xem có sấp mặt không. Tôi là 2 hết. Từ nước này, shader, texture này, chiều phản bóng này. Water quality này, nước này. Rồi quá memory. Quá memory của đồ họa, tôi sẽ giảm bớt cái water này xuống. Giảm cái texture xuống đấy, giảm texture. Rồi, ok. Đây là thêm một chuyên gia hay chơi game. Rồi, tôi sẽ tăng tiếp này lên 2. Cỏ lên 2. Bóng cho softest luôn. Post effect cho lên 2 luôn. Motion blur tăng lên một tí, nhìn cho nó kiểu nó kiểu phim ảnh. 16 lên, x16 lên. Đó. Rồi em bên ánh sáng này, tessellation mắc hết. Apply chain. Restart. Chắc mình restart đến đoạn đấy thôi. Restart sẽ quay lại như nhiệm vụ mình sau quên rồi chứ nhỉ. Restart lại cả nhiệm vụ thì chết. Giết người. Chỉ để test mức đồ họa mà các bạn thấy không, tôi đã phải bỏ nhiệm vụ này. Rất là buồn. Đấy, cho lúc chúng ta đợi game khởi động lại. Hy vọng không phải chơi lại từ đầu. Nếu không phải chơi lại từ đầu thì tôi sẽ giết cái anh mà tôi bảo tôi thay đổi đồ họa. Nó hơi thừa, vì menu 100 FPS là hơi thừa. Nếu là những game như kiểu GTA này, các bạn sẽ không cần FPS quá cao để đem lại tình hình cực kỳ nhanh, cực kỳ mượt. Thì mình nghĩ là từ mức 60 đến 70 FPS là chơi khá ngon lành rồi. 100 FPS cũng đã hơi thừa, là chúng ta phải tăng đồ họa một chút. Ồ, và hình như phải chơi lại từ đầu. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng. Mọi người nghĩ là chúng ta phải chơi lại từ đầu hay không? Chắc là không. Theo như anh Tiến Đê Tiện ngồi cạnh đây thì anh có bảo tôi là không phải chơi lại từ đầu. Battleground, chuẩn bị test Battleground rồi. Ờ, đúng rồi, thử chơi Battleground. Battleground thì theo tôi thấy là game này nó chưa tối ưu tốt lắm. Thế nên là mặc dù đồ họa không thực sự đẹp khi mà bạn để mức medium hay là high, nhưng mà chơi rất là nặng. Đó. Oh my god. Hay lắm, chúng ta phải chạy từ đầu. Yeah. Vâng, rất cảm ơn anh Đức Tình Dục. Đâu, đây muốn Đức. Đức Tình Dục thì đã đúng không? Nào, nào xinh ấy. Tôi đâu giết con mèo. Tăng đồ họa lên thì ngon hơn nhưng mà lại không bị giảm FPS à. FPS giảm một chút. Đấy, mà motion blur nó phát ngon luôn. Đấy, đua lại phát ngon. Không sao, chúng ta có thể đua lại để ngắm đường phố một tí. Đấy, để trải nghiệm với motion blur. Đó. Đất mượt các bạn ạ. Vẫn không bị lợt chút nào. Tôi hay bị suy dại đấy các bạn ạ. Suy dại tăng đổ họa xong cuối cùng chơi nó lại từ đầu, mất thời gian lắm. Đấy các bạn thấy là mặt trời chiếu rất đẹp. Đấy, các thứ luôn. Bóng biếc đầy đủ hết. Đấy, tôi vừa tạt đầu một thanh niên xong và tôi gãi luôn con điện. Dùng skin để làm chậm thời gian lại. Các bạn nhìn thấy né tất cả luôn. Skin của Franklin rất là lở, rất là tởm. Sai.
Sir, các bạn thấy tôi né. À đủ luôn. Sir, có skin này tôi đảm bảo bạn không bao giờ đâm. FPS ở mức trên 60 nó rất mượt mà, vượt qua cái tần số quét của màn hình. Ôi rồi đâm đổ đèn này. Đấy, rất nhiều người hành tinh. Đấy, đã chạy qua đường, chạy qua đường đấy, chú được sống. Tôi sẽ tắt đầu thanh niên này. Sa! Ngoài tôi đã đủ không? Tôi thể vượt thanh niên này. Đấy, dùng skin. Sa! Dùng skin này thì bất chấp mọi góc luôn các bạn ạ. Sir, như kiểu quay slow motion thôi, sao mặt rồi. Rồi, có lẽ test đây đủ rồi, chúng ta sẽ chuyển sang game mới. Tôi sẽ chơi thử PlayerUnknown's Battleground. Cái trò này sáng nay tôi mới chơi thử lần đầu tiên, thì thấy nó một game rất khá là dài và tồn tại. Sáng nay cái rank cao nhất tôi được có hai mấy trên một game, mấy người chơi nhận 80 người không? Ra 10 à? Tôi được 21 trên 80 thì phải. Đó. Tồn tại khá lâu, cách đi trốn và tìm vũ khí, xong rồi đi móc lốp từng thanh niên một. Rồi, quay lại fanpage để check xem comment các bạn ở dưới đã. Phải cái này không? Đâu rồi, video chúng ta đâu? Check xem comment. Comment các bạn ở dưới đã. Rồi, đây chúng ta sẽ cùng nhau test Battleground. Rất nhiều người hỏi Battleground, hy vọng âm thanh với cả các thứ trong game nghe ổn để các bạn không gặp vấn đề gì. À, có một số bạn hỏi mình là được phần nào để đo FPS và các cái thông tin khác thì bạn có thể dùng MSI Afterburner. Đó, khi bạn tải cái phần mềm này về rồi thì nhớ cài luôn cả Rivatuner đi kèm. Đó, khi bật lên thì sẽ có một số cái thông tin ở bên cạnh này. Đấy, bằng setting này, monitoring. Đấy, các bạn thể hiện được cái thông tin lên trên màn hình. Đó, mình thu nhỏ lại. Cái này sẽ thể hiện nhiệt độ các thứ linh tinh thế này. Setting GTA 5 thì tôi vừa cho các bạn xem rồi, hy vọng các bạn đã nhìn được. Đó là để mức medium. Như này để này hơi lọt mắt thì phải. Đúng không ạ? Tôi sẽ tắt cái này đi cho các bạn khỏi đau mắt. Chúng ta cùng nhau chơi tiếp PlayerUnknown Battleground. Cái các bạn tôi đã chơi cái nick này được 192 tiếng. Khá là anh hùng bàn phím, chắc là level tương đối cao. Anh Hiếu, anh có tip gì cho tôi để khi chơi được này hiệu quả không ạ? Và game mới báo trận game mới có tip rồi. Đây, anh có thể lấy một ghế anh ra ngồi cạnh tôi đúng không ạ? Để hướng dẫn tôi chơi game này. Game này thì số đây, chúng ta load vào đến cái màn hình ở chỗ này. Để lâu một đấy, anh thể ngồi gần vào đây để cho mọi người nhìn thấy mặt của anh đúng không ạ? Không cần đâu. Anh Hiếu quyết định là người anh hùng giấu mặt. Chỉ biết là anh Hiếu là một alpha, anh hạ, ultimate. Rồi. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là chúng ta có một nhân vật nữ rất là ngon, nhưng mỗi tội không thấy ngực đâu bởi vì mặc áo sai tay. Áo lỗ. Áo lỗ mà hình như phải trả tiền hay sao chứ? Đúng, không phải trả tiền. Tôi nhớ là phải trả tiền này mà. Đây này. Đừng mất 20 tiền này. Ấn chỗ trái. Ủa, mặc lót luôn, mặc này luôn cho nó gấu. Mặc cái này luôn đâu ạ, cho nó sexy. Tưởng tưởng không mặc được. Đây, đừng bách 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 bách. Rồi, ok, bách bách. Xong chưa, đây xong chưa? Để cười chắn lớn luôn à. Hay quá nhờ. Giờ anh em sẽ có cho cái quần luôn được không? Đấy, chứng tỏ anh Hiếu đã từng thử này rồi các bạn ạ. Anh đã từng thử cho nhân vật chúng ta cởi cái quần luôn. Đấy, mặc như này luôn, so sexy. Này thì không mà tôi nghĩ mặc như này thì rất khó để ngụy trang. Khi mà trốn thì màu da chị này rất là trắng trẻo, ngực rất là to này, thì hỏng hết. Tôi chọn Asia Server và Custom Match đúng không ạ? Public rồi à? Public rồi à? Custom này nó chưa mở. Tôi bấm nhau à? Play. Bấm play à? À rồi, ok. Click to play. Nó không được play. À, đây đang tìm game đúng không? Matching đúng không? Nó dài như vậy. Để check lại xem video hiện lên ok không? Nếu bạn nào chưa biết game này thì một dạng này sinh tồn. Chúng ta có 100 người thả đến một cái nơi nào đó và giết lẫn nhau, đây là tồn tại cuối cùng của người thắng đúng không? Đúng không? Nhưng mà kiểu bị giết phát là thua luôn, sát ra ngoài luôn à? Ừ, phát luôn. Thế chán nhỉ? Phải chơi game mới luôn à? Ừ, chơi game mới.
Một cái game này là thì dài nhất được một khoảng bao lâu? Khoảng 40 phút. Ui, nó to thế. Thôi, quay đây xem video nào. Đấy, các bạn nhìn thấy nhân vật này mặc dù hơi sệ nhưng mà rất là to. Giữ an để quay được. Hãy ra để có chuột, anh Hiếu dạy tôi để cách nhìn ngực chị này dễ hơn. À, quay đây. Đấy, các bạn nhìn thấy. Trông rất là ngon. Một số nhân vật, một số bạn người đây bảo là trong mặt quá. Đấy. Tôi thấy rất rất nhiều người đây là cởi trần đấy nhá. Không phải giọng vừa đâu. À, chúng ta đang chơi ở mức 20 mấy 30 FPS gì đó, bởi đây rất đông người. Game quá. À, đồng chí này có vẻ sẽ hơn cả mình thì phải. Ủa, có súng đằng kia. Thế sao mình không có súng nhiều nhỉ? Chỗ này mới là chỗ quá. Ơ nhưng mà chúng nó như thằng rơi xuống mất có súng luôn mà. Nó vào trước. À đây à. Nó ra trước. Âm thanh đang nghe khá là dị các bạn ạ. Không biết các bạn có cảm thấy vấn đề gì với âm thanh không? Do game lag hay phải? Ờ, do game lag. Đấm nhau được không? Đấm. Cứng hết cái mặt nạ luôn này. Mà sao bây giờ vuông mắt chúng nó có súng mình không có nhỉ? Có, nó có thể trên bàn mà. Ai nhặt trên bàn à? Đấy à? Ai nhặt trước thì lấy đây rồi. À. Không có đâu rồi. Đánh nhau, đánh nhau ấy. Rồi, lên máy bay rồi. Có 94 người rồi à? Đấy, có thể thấy là cái máy bay đang đáy dầm. Vừa bay vừa đáy dầm. Tôi thấy cái game này chơi thì cách chơi nó khá là vui, độc đáo, nhưng mà đồ họa thì không xứng với cả cái yêu cầu của máy móc lắm. Cái yêu cầu rất cao mà đồ họa thì không thực sự đẹp. Đấy, các bạn thì nhìn thấy mông của nhân vật chúng ta có một khe rất to ở giữa. À, phải nhảy dù vào đúng cái vùng của nó đúng không? Đây, nhảy dù chỗ này. Tôi đang rơi với tốc độ 219 km một giờ. Xuống trước thì bắt buộc phải mở rùa. Xuống trước thì có súng trước đúng không? Xuống nhanh, tôi chui một ngôi nhà đó để kiếm súng. Rất nhiều thằng đã xuống rồi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Nhanh nào. Tìm súng nào. Tìm súng. Bây giờ tôi chọn ngôi nhà này. Hình như chưa có ai. Hình như tòa nhà chưa có ai. Đã cho tôi xuống nhanh ý nhỉ. Đâu. Mình nhặt súng không? Lên nào. Tôi không bị chết luôn đâu, vừa vào game không chết luôn, buồn lắm. Có gì không? Không gì này. Đang vào sân thượng em. Sáng trơn này. Sáng trơn này. Không có gì, có mũ rồi. Có mũ này. Mũ làm gì? Mũ quá, dính được tí đam đúng không? Có, chặn được đam này. Chặn đam à? Chặn đam. À đủ. Có gì này không? Súng đạn đấy không? Ui. Nhảy vào đúng cái nhà trống không ạ. À. Nhọ. Vãi. Bảo đồ. Vào trong này này. Không biết có vào được không, không trước khi mất mạng, trước khi vào đến nơi. Có gì đây, có gì đây? À, dự án khói, hay lắm. Súng đạn. Red dot sight, mặt nạ, ga. Đây là cái gì? Súng đạn đi không? Chúng ta vào bếp. Bên nóng hơi nhỉ? Đây ở trong nhà thì FPS khá là cao. Ôi, chết rồi, đổi bị đi được rồi. Chạy đâu. Có như mày, đây rồi, súng lục các bạn ạ. Ngon quá. Chỗ này là giết được người rồi. À, tôi nghe tiếng bắn nhau ngoài kia. Xem đồ có những cái gì. Red dot sight không lắp được súng lục đúng không? Ờ. Bỏ súng lục ra. Mày đạn đi. Chạy đến điểm mới nào. FPS đang ở mức 50. Mày trời. Ôn lâu à? À không. Ờ à, không, như là ôn lâu thì tôi nhầm ôn lâu ở cái này khá là nặng. Đó, mày thấy Full HD và lâu tất cả. Thì 50 FPS. Thế nghĩa là 1080 chỉ để ôn lâu. Đúng rồi, đây là được ra phải Full HD. Tôi phải chạy bộ đến địa điểm kia. Hy vọng trước lúc chạy không bị chết. Chúng ta đã tiêu diệt được 9 người, còn lại 85 người còn sống. À, tôi nhìn một thằng vừa chạy qua xong. Còn 980 em chơi còn đấu. Nói chung cái cố này hầu như là do đồ họa nhiều hơn là do... Đúng rồi, cái game này là do đồ họa. Ô, oh, tôi bắn. Thôi, tôi nằm rồi. Mày kìa. Nó có khủng áo camo, nó đứng đầu nó bắn tôi. Tôi đã sấp mặt rồi. 85 trên 94. Nhỏ vãi. Nhau vùn. Có làm quá lại nhé. Làm mỗi bàn đẹp. Ờ, tôi chưa thử quán nữa. Đèn quá. Nếu mà như cái buổi sáng nay tôi test các bạn ạ, à, tôi tồn tại được khá lâu. Được xuống sau tôi trốn chui trốn lủi ấy. Xong rồi mình nhặt được súng rồi, xong mình đi săn được nó, đi sau ít mình săn được nó.
Mọi người đã bảo là nếu mà nhập đồ xong tận tác kéo đồ vào nhanh hơn. À đấy không? Đẹp thì sắp đấy. À rồi rồi rồi, cảm ơn các bạn đã hướng dẫn thôi. Nghĩa là khi mà OS được bộc táp đúng không? Khách bảo là mọi người là thế ra để 8 kg mà chẳng ra không bị gì. À không, hay tôi đang để RAM 16GB. Có 25 triệu mắc sinh của Underground không? 25 triệu thừa sức mắc. Không, Underground mà. Không được. Là game này đúng rồi ạ. Game này mới. Nó để 2 cũng được mà. Nó có hơi được. Chưa áp bên đấy, có nhau ngắm nhân vật nữ của chúng ta với một cái bộ ngực dính luôn vào, dính luôn vào áo rú. Thế là cái áo nó là một phần của da luôn, không có cái viền của áo luôn. Chị em phụ nữ Việt Nam rất thích kiểu áo này, áo như ni lông luôn, dính luôn vào người. Lên tầm 30 triệu lên được. Chắc phải là tôi đang để mức độ đồ họa là ở mức lâu, nên là nhìn cái áo ngực này không rõ lắm, nó không nổi lên, nhìn nó mất đi cái phần sexy của người đẹp. Tôi ra nghe nhặt vũ khí trên mặt bàn để bắn nhau cho nó vui. Vũ khí gì không? Là hết rồi. Ít vũ khí rồi à? Đấy. Súng, 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 súng. Rồi, khô đạn. Lao qua, lao qua, lao qua, lao qua. Nó nào để có đạn. Bơi được không? Bơi được, bơi được nhỉ? Bơi được ạ. Đấy, tôi sẽ đi bơi. Ok, đấy sai. Người đẹp đi bơi các bạn ạ, sai. Ngon không? Mặc bikini đi bơi, chuẩn luôn. Rồi, đã bay rồi. Rồi, máy bay lại đi, đã dâm rồi. Mọi chú kia kinh cho hả? Tôi đang nghe giọng một số thanh niên. Một số thanh niên Hàn Quốc. Làm nào cắt được nhỉ? Cho hả? Mấy ông Hàn Quốc hết to quá. Tức là bay. Rồi. Alo, alo. Rồi, xong rồi. Không bị tin. Apply. Nhảy ơi. Đổ xuống rồi, bay. Ờ, mình ở vùng nào? Vùng mình gần đấy là vùng nào? Chưa, phải xuống đất một lúc sau mà phải tăng dụng. Anh hiểu anh nó bé, chẳng nghe gì. Chạm đất được đúng không? Điểm trong màu vàng là được đúng không? Cái map này như rộng map rồi đúng không nhỉ? Cái map đấy là vùng map. Không bác rồi. Ôi thôi, cái kia có thằng rồi. Ơ sao mình mổ dù sớm ấy? Mấy thằng kia mức nó bắt buộc mà. Mấy thằng kia mãi nó mới mở mà. Đấy bọn nó chú đầu xuống mà xuống nhanh hơn. Ok, xuống nhanh ấy. Làm nào xuống nhanh ấy. Vào phi xuống. Hy vọng chỗ này có súng. Hãy làm tôi cho tôi may mắn đi. Ông ấy cầu hộ, cầu hộ phù hộ tôi đi. Để tôi có súng đi. Nhảy trên này súng mắt chết luôn nhỉ. Cao quá. Bên nhà. Cửa đâu? Tìm nhà. Ép mở cửa đấy. Trong này tôi sẽ có linh cảm tốt, tôi sẽ có súng trong này. Có cái áo, cửa trần đang sướng, áo đấy á. Nhìn Red Dog Side. Đi đây, súng đâu? Không đúng à? Đừng đùa với trái tim nhỏ bé của tôi chứ. Mở cửa hết các phòng á. Đấy. Đúng nghi ở trong này, có súng không? Trong phòng vệ sinh. Vệ sinh bên phải. Cùng bên trái. Một xuống rồi. Có xăng rồi. Xăng rồi thì đốt nhà. Xăng để đổ vào xe chạy. Vãi, xăng đổ xe chạy em. Chạy đi. Có xe mà. Cái đi không phải lấy đâu tiếp. Chạy đi. Xe biết lấy đâu. Đây nhà này chưa mở cửa này. Bên phải ông có hai thằng nhé. Sao không biết? Đấy tôi thấy xuống. Ok, nhảy đi. Mi Uzi. Lên đặt cho dễ. Đấy, kéo vào. À rồi. Rồi thế đạn đấy. Bắn chúng nó. Bấm B để chuyển sang auto. Rồi auto rồi. Xịn rồi. Video, nó bắt video. Mấy thằng đây rồi đúng không? Video đúng không? Mở lên. Phải vào một chỗ quanh tròn. Đấy là ông đang ở trong vùng. Ờ trong quanh tròn không sao đúng không? FPS là được mức 40, 41. Nhà này có người này. Một rửa này. Hello. Còn lâu. Còn lâu. Súng, ô, súng ngon này, hay lắm. Ê, tôi xem tôi sống được bao lâu các bạn ạ? Nhiều cái xe máy kìa đúng không ạ?
chắc được 5 phút. Thôi đi, đừng cú gạch. Hay chúng ta thì dự đoán xem bạn suốt heo đấy là gặp bao lâu nhé. Theo phần. Tôi vẫn chưa thấy một cái mạng nào ngoài này, chắc đang trốn hết trong nhà rồi. Một thằng đã, một thanh niên đã bị tiêu diệt rồi. Còn 83 người. Và suốt heo đang một tấu BS 82 người. Một BS 82. Trong cái phòng ảnh kiếp nhà như mấy cung lắm. Đâu rồi, thêm nhà đấy, nhau lâu vào thì đồ. À, anh Kiến cũng biết chơi trò này các bạn ạ. Đâu ạ, có người comment. À, à đây ạ. À. Các bạn nào theo dõi. Vứt cái gì được, vứt cái bình xăng này nhỉ? Vứt đi. Cần gì bình xăng? Lắp laptop vào. Hả? Lắp laptop vào. Lắp vào, đây, rồi, nghĩ đấy. Cắm thì được cái gì, phải laptop đâu. Ông phải ấn một lần chuột phải thôi. À. Mỗi ngày đi học là một ngày vui. Một vết 80. Red Zone has started là cái gì các bạn này? Red Zone là cái gì? Vùng có thả bom. Vùng thả bom á hả? Ừ, vùng thả bom. Cái vùng đấy thường là sẽ có đông người. Giờ bắt đầu. Rồi mõm luôn. Một phát là mõm luôn. À, một vết 79. Xong rồi tìm ý nhặt được cả bộ cứu thương đúng không? Hồi máu đúng không? Cái đồ này. Đứng ngay chết bây giờ. Đấy, có máu kìa. Thế lắm. Bớt luôn. Thôi, té không? Ơ, sẽ xong med kit là sao? Đấy là first aid, không phải med kit. Xong mấy? 8. 89 gì đấy. Ờ, đây rồi. Tôi chui vào nhà nữa, tôi trốn nữa. 8 lên bơm một thành. Nha. Yêu à? Không phải. À, xịn quá. Đừng di chuyển, đừng gần mét. Đây là. Lại nhá. Đường này nó qua là nó giết mình không? Có chứ, mình đang nấp này. Xôi, hồi cục máu luôn. Thôi đừng đưa đường này. Khô không, mình vẫn ở trong đấy chứ phải, vẫn ở trong đấy. Vẫn ở trong máu. Đó, nếu mà mình mà chạy ra khỏi khu đấy sẽ có cái đường chỉ, kẻ chỉ đi đến đấy, bắt mình chạy đến đấy. Trưa nay, ở sáng nay chơi gần đến nơi, thiếu có mấy giây thôi. Chết rồi. Chết rồi. Mày tôi nghe tiếng súng. Ồ. Game này kiểu khó chịu nhỉ, nó đấp xong rồi kiểu cắn nhau ấy. Hấp diêm nhau. Rồi có thằng nào không? Đấy, các bạn thấy đấy, đồ họa kiểu game hơi lỗi là như cái kiểu hiện ô vuông của cái tâm. Kiểu tôi nhìn một thằng. Đấy, chạy phẹt. Vào đây. Hình như mình mặc cái bộ đồ như này nó không hợp lý lắm ạ. Mặc đồ này dễ lộ hàng quá. Bởi da mình trắng ấy. Mặc đồ ai mắc tinh thì nhìn nó rõ thôi. À, tôi nấp trong lùm cây. Mẹ kịp ngồi lên máu. Ôi! Trời ơi! Mình bắn nó trước mà. Mình nhìn thấy nó trước, bắn nó trước nhưng mà nó không chết. Cởi cái súng này là phải bắn nháy liên tục ấy. Tôi để xem hình ấy. Tôi không để nó là gọi là full auto. Sao? Tức là mình đã bị nằm, mình bắn xong mình phải nháy. Thôi rồi, 68 số đẹp. Chúng ta hãy sang thêm tiếp tục game đó là Call of Duty. 68 là số đẹp các bạn, 68 là số đẹp. Mình sẽ tự an ủi bản thân. 69 là số tuyệt vời luôn. Rồi, chúng ta đã test xong game Battleground. FPS ở trung bình từ 40-50 đến 70, tùy chỗ. Tôi sẽ đọc tiếp comment các bạn xem như nào. Xong game Battleground. Em các bạn nào có comment gì hay không thì tôi sẽ reply. Có thể xếp đúng không ạ? Sao anh? Có thể xếp được không? Xếp là gì? Xếp video. À không, cái này thì sau mình like xong thì video sẽ lưu thôi. Cái này thì không có câu hỏi nào quá gấp thì tôi sẽ trả lời các bạn ngay sau khi kết thúc buổi live. Rồi ok, bây giờ sẽ tiếp tục với trò chơi tiếp theo là Call of Duty Infinite Warfare. Rồi sẽ có game đồ đọc quanh đây. Rồi, để cái crack. Tôi đã hỏi máy đã tính xe rồi, còn lại như mày nữa. À, cốc cà phê nấu đâu nhỉ? Tôi từ pha cà phê mắt như nào. Như vậy hết nước, không phải là pha cà phê. Rồi, nó game, anh ấy tự cho nó full screen nữa mà. Cái này tôi nghĩ nó sẽ mượt đấy. Bởi Call of Duty thì trước giờ họ làm tối ưu đồ họa khá là tốt. Best phải là 40-50 hoặc là 60 FPS.
tin vào điều đó. Cố lên, cố lên chiếc PC dễ thương. Nào, nếu mà các bạn đã theo dõi livestream ấy, không theo dõi từ đầu ấy, thì tôi sẽ nhắc lại là bộ máy này đang có chip Ryzen 5 1400. Chúng ta sẽ có RAM 8GB nhưng mà tôi nó lắp thêm thành nữa là 16GB. Ừ, đúng rồi. Nào, ok. Chúng ta sẽ có chip Ryzen 5 1400, ta sẽ có RAM 8GB mà tôi lắp thêm thành nữa là 16GB để cho máy buổi sáng tôi làm việc render mà. Chúng ta sẽ có card đồ họa là GTX 1050, nguồn 120W và cái vỏ cây có Mica khá đẹp, đen lủng các thứ luôn. Cái này các bạn có thể click vào cái link ở cái phần ở cái gì nhỉ? Ở phần caption của video live này để xem sản phẩm như thế nào, rõ ảnh không? À, FPS đang ở bao nhiêu? Đang ở 51, 52, khá ổn chứ. Nhiệt độ của GPU đang ở 52 độ. Rồi, các bạn kiểm tra setting xem gì nào. Video, advanced video. Đâu với nhỉ? Texture option. Texture đâu để lâu, tôi cho lên normal 2 thôi mà. Rồi, sẽ bắt phải restart game. Thật là buồn. Game sẽ bắt phải restart lại. Rồi, đúng là game crack khác các bạn ạ. Game crack khác để texture lên 2 phát là bắt phát ra vào lại luôn. Đó. Lại xem mà. Hy vọng lần này nó không đẩy mình ra văn nữa. IVCS Intelligent Visual Computer System. Rất là hoành tráng. Xoay các thứ. Ở màn hình load này chúng ta đã bị game chiếm hết hơn 6GB, gần 7GB RAM. Vẫn chưa vượt qua con số 8GB. Rồi ta để texture lên 2, kiểm tra lại setting phần nữa xem nào. Option video này. Advanced video. À, chưa được một chút. Oh, game lại tự đóng nữa thì phải, tôi không nhầm. À, không sao, không được sao cả. Đó, độ giải là Full HD này. Light and Shadow. Đang để ở Normal 2. Cái số Shadow bật bóng lên. Đừng bắt restart game mà được. Đó. Sun Shadow bật lên luôn. Sparkle Lighting Ultra. Tôi đã để cái này ở Normal. Post Process. À, độ sâu trường ảnh có này, motion blur rất là mờ có này, thử giám cưa x2 là cao nhất rồi đấy. Tôi sẽ để FXAA thôi để xem FPS này cao bao nhiêu, bởi game bắn sụp sẽ cần FPS cao một chút. Particle quality normal với FPS tessellation này tôi sẽ để on off near đi, FOV scale rồi, ok. À, quay lại game rồi. Trước tiên là tôi sẽ thử xem lại cái video trên page xem nó như thế nào đã. Tôi share lại cái video này. Đâu rồi. Hy vọng các bạn vẫn đang xem stream mà không gặp vấn đề gì. Ở đây thì game có hiện luôn FPS chúng ta đang là mức gần 60 FPS. Không biết vi sinh có bật không nhỉ? Hình như vi sinh không bật. À, có bật vi sinh, tắt vi sinh xem nào để xem mà chúng ta có thể vượt qua cái mức bao nhiêu. Hy vọng nó vượt qua là 60 FPS để cho nó mượt. Like, stream. Tôi sẽ share video này lên trên Facebook nữa để các bạn cùng xem trong một số nơi khác. Ok. Xong,
vậy thôi. Xem FPS bao nhiêu nào. Rồi, với cấu hình là chip Ryzen 5400, RAM 8GB và cũng như là cả đồ họa 1000 thì chúng ta đang có gần 60 FPS. Và thưa các bạn là máy này là RAM 16GB nha. GPU đang ở mức 64 độ C và CPU load ở khoảng tầm 50-60%. Đây là trong nhà, chúng ta hãy chấp nhận ra ngoài xem như nào. Có thể nhầm rồi, nhắc lại chứ. Retreat. Bật cửa ra ngoài vũ trụ đi mày. Oh, xe tăng à? Cái gì hay cái lửa đây? Đúng không ạ, mặc dù không để mức cao nhưng mà nhìn khá ổn các bạn. Roger, initiating copy, we're Oscar Mike, RV in 5. Clock's ticking, let's move. Attention, self-destruct active. All personnel must clear the area. Whoa. Đây là vị trí khẩu này. Người đâu anh? Whoa, súng laser tởm vãi. Bắn như này sống thế nào được? Khi đang bắn nhau loạn xạ này, FPS vẫn ở mức 45. Vẫn hoàn toàn chơi được một cách bình thường, không bị giật. Và đặc biệt là chưa bị giật cục cái gì đó. Low ammo, hết rồi, để dùng tay thôi. Cho còn nhiều đạn đi, thế đi. Boom. Chúng này có vẻ là yếu lắm à. Cái đạn rồi. Whoa. Ít nào con kia đây. Chúng ta phải đi đường khác. Chạy thôi. Quay mình là bị cái đuổi. Oh no. Đừng. Đang ở cục khác đây rồi. Bắn thôi, bắn đúng hay liệu nó nổ được xe đấy không nhỉ anh Tiến nhỉ? Tôi bắn bằng súng này. Từ nó. Bắn tiếp. Đừng. Giờ tôi chưa chơi game này bao giờ nhưng mà nhìn khá là ổn. Giết nó. Lưu đạn, chạy. Bắn nhanh rồi, bắn nốt nào. Mũi đạn thì thường không thể làm được gì nó cả. Nhanh gửi lưu đạn ra xem ạ. Cái quả lưu đạn đấy ném nó phát là nó dâm nát luôn. À, bao nhiêu con đạn đúng không? Nhìn theo cái chỗ này. Đánh nhau lại thì cậu này đang ở FPS khá cao. Rồi. Xong rồi. Wow. Chúng ta phải làm gì đây? Medium setting. FPS đang ở 45. Rất nhiều hiệu ứng. Các kiểu loại là bom rơi là nổ. 45 FPS ở Full HD với cả đồ họa GTX 1050. Khá điên cuồng. Làm một đống nữa. Đây làm gì thế này? Làm gì ở đây? Bắn. Xong rồi. Úi dồi ôi. Lanh tênh bành luôn. Úi dồi. Ăn cả mồng mặt luôn. Nguyên cái mồng đập mặt luôn. Đang nằm ở đâu anh? Sắp mặt ở đâu anh? Sau màn này thì em sẽ tính chuyện với người mới.
Get him up, he needs ya. Oh, reward that. Catch your breath, trooper. Get me, coach. Gun destroyed. Data retrieved. Initiating trial. How many did you come with? We're it. What about the airship we shot down? My men need medical. You care about your men? Đồ họa Goldin nếu mà để mức đồ họa lâu hoặc medium thì thấp thì sẽ không thể làm. Care Cloud's judgment. That is why you cannot win. This place. Thanh niên này vừa bắn luôn cả bốn người tập lợm mãi. Nhiệt độ đang là trừ 279 độ, nhiệt độ C hay là độ S. Ủa, phát nát đầu luôn, robot tẩm đấy, gấp phát phát đầu nát bét luôn. Nó bắn ra đi, chỉ phải đấm như thế nó khổ. What is Raya? Unclear. Helmet cam stopped transmitting. Robot nó ra nó dập tắt cái phát đầu nó bét luôn. I implore you. Với mức giá là 10.900.000 này các bạn thì chơi khá ổn game này. Còn nếu muốn chơi game ở mức tốt hơn các bạn thì đổi cả đồ họa lên GTX 1060, 1070 chẳng hạn các bạn muốn. Đó, một con không tí được mức, nếu là mức kinh tế. This is a deliberate act of aggression, Admiral. Ồ, vậy hơn 6 giờ rồi, test thử tiếp game tiếp theo. Nào, thoát được. Ok, thoát game này ra. Thế nhiên nói nhiều quá. Rồi. Quá, khá đau tai. Ta thường là test game tiếp theo là Dota 2. Rồi, tới thì mình thoát cái game này ra đã. Tại sao trong cái tài khoản của anh lại không có Dota 2 vậy? Tôi sẽ phải dùng nick khác để chơi Dota 2. À đâu, không thể chơi lại được hay sao? Vậy test tiếp Dota 2. Dota 2 tôi khá tự tin là game này sẽ chơi một cách thoải mái. Steam game, Steam app. Mình không phải Dota 2 đâu. Tự nhiên vào cái số 1 được rồi. Đó nhỉ. Tại sao không thấy Dota 2 mình mới test xong mà. Người thoát ra vào cái tài khoản kia thôi. Tài khoản này không có Dota 2. Đó, tôi sẽ vào tài khoản cá nhân của mình. Không tin về Dota 2 đâu. Chuối. Đó, tôi đang có một cuộc điện thoại từ một người khá là quen thuộc. Alo. Hello em, anh đang live stream, em có thể lên Facebook để xem nha. Ờ, đang live stream, em đang được mọi người nhìn đến đấy. Anh đang gọi điện thoại trong buổi live stream luôn. À, chúng ta có lẽ sẽ nói chuyện sau nhá, để mình quay lại đã. Ok. Tôi sẽ quay lại buổi livestream ngay bây giờ vừa bị làm phiền một cuộc điện thoại. Không nghe được. Đúng rồi, cuộc điện thoại của một bà lá sát không thể không nghe được. Nếu không nghe là chết ngay. Tôi sẽ tiếp tục. Bây giờ game Dota 2. Vâng, lại tiếp theo một cuộc gọi nữa, xin phép các bạn nha. Chúng ta cần một phút thôi. Alo. Alo, 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 nhắn tin đây anh ơi, em đang live stream. Nhắn tin nhá, gần xong rồi, nhá. Ok. Rồi, chúng ta đã
hết đối tượng muốn làm phiền, bây giờ test tiếp game Dota 2. Ủa, tại sao Dota 2 không hiện đây vậy? Tại sao Dota 2 không hiện đây trong khi là mình vừa chơi buổi trưa xong? Lý do gì? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Nếu mà Dota 2 có chuyện đấy, chúng ta sẽ phải test game khác. Là nhỉ? Không, mà tôi nghĩ là chắc chắn là có Dota 2 ở đây. Mà tôi vừa mà test nó không lâu. Đây, Dota 2 đây rồi. Đấy, thế. Thế. Quẩy thôi. Đó. Tôi bảo chắc chắn là có Dota 2 mà. Không thể nào không có được, tôi vừa chơi được buổi sáng thôi. Nhưng cái phòng nó trở nên hơi nóng. Rồi, tôi test một trận với bot. Okay. Oh, pick. Chơi hero một màn đi, đi một cơ đi. Xem FF bao nhiêu. Không hiểu sao là cái phần hệ thông số của MSI nó lại bị mất rồi. Không sao, rất may chúng ta lại có FPS ở đây là khoảng 100. Tôi sẽ bật lại cái phần test FPS của chúng ta. Đó, hình như đang để chế độ Windows thì phải. Đúng rồi, để chỉ được full screen. Full screen thì họ mới hiện thôi. Video. Ok. Chúng ta đã có thông số. Có chưa? Thế có. Thế như ứng dụng này không hỗ trợ trong màn hình này. FPS ở mức hơn 100. Hơn 100 FPS. À, tôi hy vọng cái tiếng này giúp tôi trả lời fanpage nếu số bạn gọi thì thắc mắc. 30 seconds to battle. Rồi, chạy vào này. FPS vẫn đang ở mức 100. Đúng không ạ? Tôi sẽ để ở mức cao nhất. Các bạn nhìn thấy ở đây. UHD mức cao nhất. Tắt đúng vi sinh thôi để nó không làm cho FPS giảm đi. Đó. Chúng ta ở mức độ cao nhất. Và FPS đang ở 100. 90 đến 100. Thither I go. Đấy không? Có không? Không có gì. Vâng, tôi rất may mắn các bạn ạ. May mắn hơn. Invoker đi mít. Tôi chơi Invoker nó kháng lâu thời gian. Lúc bắt đầu chơi Dota 2 Invoker. Còn xưa chơi Dota 1 thì chơi Witcher. Every coin helps. Có cái bộ đồ rất là ái ơ. Đi mít cặp rớt. Bắn cho gà. Nó làm không chơi Dota rồi, không phải là đi được. Rất chơi khoanh, khoanh giật set rất khó chịu. Ôi, lại bị giật set mà đít rồi. Tôi chơi kiểu không mua đồ để lên portal sớm. Kiểu phong cách khá là ngày xưa. Tôi đang phải lên đi mắc lốp. Đó phải bật hỏa lên trên run. Trên run bounty. Missing top. Rớt. Rớt này. Bắn nó rớt đi. Rồi bắn nó. Cút đi. Số đi này không giật cầm cái tôi biết bây giờ bởi vậy chưa nghỉ nốt nguy hiểm thế FPS vẫn đang ở mức khoảng tầm 70 đến 80 game chạy khá ổn. Over yon. Fine. Rớt nó rất là mạnh rồi, tôi phải cẩn thận, không sắp mặt ngay. Ồ, team mình có first blood. The blade of axe has tasted first blood. Nếu tôi quên chưa đỉnh nút xong phát là như này. Bom game phát là mình chỉnh nút. Đó. Đây là cách tôi chỉnh nút, các bạn thể là xem thấy luôn. Ha hi hi. Trên này một số người kêu wifi chậm quá, không thể test game được. May quá mình chơi này offline cả bot, không sợ lắm. Hotkeys.
Missing top. Yes. Nếu mà ra mid đánh nhau như thế này thì FPS sẽ ở mức khoảng tầm 70-80. Trong game Dota 2, marketing của nó đề quá ổn đúng không các bạn? Quá ổn luôn. Of course. Lẽ tôi sẽ chuyển sang nghề gọi là stream game hợp lý các bạn. Tôi thấy một số người ngồi chơi game sướng thật. Sao chuyển sang nghề stream game? I'm well aware of it. Và trong rừng xem nào, FPS sẽ lên cao một chút vì thoát ra khỏi cảnh combat. Dính cạn rồi. Đen vải. FPS trong rừng lại vẫn ở mức 70-80. Đó là game Dota 2 thì tôi nghĩ các bạn khá là ổn rồi. Thì tôi sẽ để thêm một lúc nữa để hero của mình lên level cao để có một số skin mới. Bùng chiếu thứ để xem FPS được bao nhiêu. Hết tuôn cả máu. Và đây, hy vọng sẽ có đủ mana để Sunstrike. Nó chết rồi, Sunstrike. I am committed. Okay. I will recall I'm not ready. Mana rồi. Sẽ dùng cái speed bottom nặng. Is missing. Thôi, rớt nhắm mất rồi mày ơi. End vôn. Nhưng mà nào quá. Như chạy nhà bên này nhập run xong rồi vào đây bốc luôn. Rollinger vừa sắp mặt một lần xong. Vẫn đang là level 3. Mình cũng hơi ngu si khi level rất là thấp. Còn dừng bên này, tôi thử combat xem quả này lên FPS là cao không nào. Không đủ mana cho cả hai skin. Không thể phải dùng tôi nát thôi. Đánh Rollinger đấy, đánh nó, giết nó. Ôi, có lá hít rồi. Các bạn, có lửa đốt cháy. Đấy đâu. Mặc dù mình mất ăn nhưng mà mình hít được 2 đối phương. Đó, FPS vừa rồi vẫn ở mức 70-80. Combat này mặc dù chưa có nhiều skin nhưng mà nhìn rất là ổn. Đúng lại thì đẹp khỏi bàn rồi. Thử phát combat nữa và chúng ta sẽ chuyển sang trả lời comment. Mình sẽ kết thúc buổi livestream ở đây. Chúng ta đã chơi khá nhiều game rồi, chúng ta đã chơi từ GTA 5, chơi cả Player Unknown Battleground, chúng ta đã chơi thử CSGO, chúng ta đã chơi thử luôn ở Dota 2 rồi. Và chơi Dota 2 mà mượt này thì tôi nghĩ các bạn LOL không có vấn đề gì. Đúng rồi, tôi đấy sẽ bật thử lên là render hoặc là preview từ chiến thắng ở Apex xem nó có mượt không. Rớt đây. Đánh nó đi. Nãy chơi thì các bạn để ý là game chưa hề bị giật cục phát nào. Ngon. Chứng tỏ là cái CPU không bị gọi là quá tải. Thì đúng là Ryzen 5 mà bố lõi 8 luôn. Nó tở. Đầu game giờ chưa ăn phát rune nào, đen hết. Ăn mỗi quả bounty. Rồi, nó rune rồi. Đã đủ mana đi combat tiếp rồi. Lại lên bot để đi combat tiếp. Thì là combat cuối, chúng ta lại test luôn. Cuối cùng. À, đây là đồ nó đi luôn, khá thơm. Ngọn nó còn, mất rồi. Missing top. Get now. Ok. Đi nó. Hay lắm. Đi nó. FPS vẫn ở mức 80, khá là ngon. Ok, và đó chúng ta test xong Dota 2, FPS khỏi bàn luôn. Max setting cũng là đây. FPS 80 đến 90, lúc là thấp thì 70 trong combat. Rồi, lại chuyển sang một cái sự quan tâm cuối cùng các bạn là liệu sử dụng để render đồ họa nó có ổn không? Nha. Hãy cùng nhau test xem nào.
tôi sẽ bật After Effects. Tôi hay dựng video mà After Effects và dùng khá là nhiều template với nhiều keyframe khác nhau. Ví dụ đây đang sử dụng After Effects phiên bản CC 2017. Đây tôi có khá nhiều template hay ho ở đây. Xem ạ. Tôi sẽ một cái template nào đó. Đây ạ. Sẽ mở thử một cái template này. Thì tất cả đã. Đây có khá nhiều các cái effect ở đây. Tôi sẽ preview luôn cho các bạn xem. Bỏ cả block đi. Rồi. Từ này keyframe, các bạn thấy là tôi đang kéo cái thanh slider này trượt rất thoải mái và dễ chịu. Preview rất nhanh, không bị giật cục. Đó, tại sao phần mềm vẫn cứ muốn bật lên là sao nhỉ? Mình tắt đi rồi các bạn. Tôi đề nghị các đồng chí là đừng bật lên nữa. Rồi, thử render xem nào. Preview render, rất mượt đúng không ạ? Cũng một phần may mắn là tôi đã sử dụng SSD trong build này, thì các bạn nếu mua máy này có thể thử sử dụng SSD. Đây là một cái sequence chúng ta dài khoảng 7 giây. Đó, preview rất nhanh. Cái này hôm trước tôi có dựng một cái clip mà các bạn đã từng xem trên fanpage của anh Phát rồi, là một cây màu xanh Green Lantern đó. Tôi đã dựng cái clip đó và cho rất nhiều cái hiệu ứng chữ chạy qua chạy vào như này. Thì tôi đã dùng phần mềm After Effects như này. Thì một cái sequence full HD 7 giây như này, tôi sẽ thử render thử xem mất bao lâu nhá. Đấy, các bạn thấy tôi render rất nhiều thứ ở đây. À, thử desktop render thử một thứ vào new folder xem nào. Đây 1, 2, 3 thử render sẽ mất bao lâu nhá. À, nếu mà các bạn sử dụng một cái máy mà ngày trước tôi từng làm này thì tôi từng dùng laptop đã thử từng render đúng cái này luôn, đúng render đúng cái này. Nhưng mà nó dài hơn một tí tẹo, tôi có thêm một số frame đằng sau khoảng tầm dài 15 giây dài gấp đôi này, mất đến gần một tiếng, chính xác là khoảng tầm 52 phút trên cái laptop. Laptop Core i7 nhưng mà đời khá là cũ rồi, hai lõi 4 luồng và có RAM 4GB nên render lâu cứ khủng khiếp đó. Và chúng ta đã mất bao lâu? Mất 30 giây để render một cái sequence như thế này với khá là nhiều effect chạy qua chạy lại, chỉ mất 30 giây, khá là ổn đúng không nào? Để các bạn có thể sử dụng trong các cái video về sau. Đây là After Effects và ngay khi preview như này rất thoải mái và mượt mà, không bị giật cục luôn, không bị đơ điếc luôn, full screen luôn. Đó, đó thì tôi nghĩ là với cái cấu hình này, nhất là các bạn nâng cấp SSD đi cùng nữa thì sử dụng đồ họa 3D và là dựng phim thì thoải mái luôn. Ngay cả Photoshop, tôi sẽ thử mở Photoshop các bạn xem, không lưu này nữa, thử bật Photoshop nhá. Hiện tại thì tôi đang sử dụng Windows 10 thì bây giờ Windows 7 nó khá là cũ rồi. Ta là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Windows 7 2009 đúng không? 2009, 2008 thì khá lâu rồi. Thì bây giờ đang dùng Windows 10 nó nhẹ nhàng. Đã thử tiếp là Photoshop để xem sử dụng một số cái phần làm ảnh như nào. Thì tôi cũng thử luôn làm ảnh một số thành viên ở đây. Tôi quên, đây là cắm thẻ nhớ không có ở đây. Tôi tìm cái ảnh nào ở trong đây của mình. Ảnh độ rẻ cao cao một tí. Rồi chúng ta sẽ tìm một ảnh độ rẻ cao cao một chút nha. Đây, ảnh này tôi chụp để xem như nào. Đây, ảnh này có cỡ là size, chúng ta có cỡ là 5184 x 2153 x 52 pixel, độ rẻ khá là cao. Tôi chụp bộ cây hôm trước. Đây là bộ cây Gaming Performance 3. Thì các bạn thấy là cái khả năng xử lý đồ họa này zoom ra vào rất thoải mái. Từ một số thứ liên quan đến liquify để căn chỉnh bóp cong, cái này thì các bạn dùng Photoshop sẽ biết rồi, khả năng zoom mà mượt là cái quan trọng, cực kỳ quan trọng khi mà máy kịp xử lý đồ họa để đi theo cái tay người dùng. Tôi sẽ dùng thử một số thứ để thể hiện khả năng đồ họa trong máy này, ví dụ như là liquify đẩy cái ống này cho nó cong đi theo chiều khác, tăng lên một chút đó, phản hồi cực kỳ nhanh đấy, có thể luôn. Nếu mà các bạn sử dụng một số cái bộ máy cũ ấy, ổ cứng chậm, chip chậm hoặc là cả đồ họa chậm quá không kịp đáp ứng thì các bạn ấn đẩy vào phát như này để chỉnh một chỉnh sửa một số bộ phận trên cơ thể người kia, nó cho gì đó to ra chẳng hạn thì rất là chậm, nó sẽ đẩy một lúc nó mới xong. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái smudge này, như thế nó là kiểu bôi nhòe. Anh sử dụng nếu mà máy có tốc độ không cao thì sẽ rất là chậm. Đấy, thấy không? Xong rồi.
ấn phát nào xong luôn. Đó. Thì chúng ta cùng nhau test thử về game cũng như là đồ họa bằng After Effects và Photoshop. Thì hy vọng các bạn đã có một cái nhìn tổng quan hơn về cái cây PC Ryzen này. Thì đang được bán tại Anfat mức giá là 10.090.000. Thì các bạn có thể qua kiểm tra thử và trải nghiệm thử với bản thân. Chúng ta sẽ có một vỏ cây khá là ngon, sẽ có chip Ryzen 4 lõi 8 luồng, nhưng có thể nói là gần như ngang bằng i7 của Intel bây giờ. Các bạn sẽ có RAM 8GB hoặc có thể nâng cấp RAM tùy muốn. Các bạn có thể có cả đoạn 1050 hoặc là nâng cấp lên 1050Ti, 1060, 1070. Đó là lựa chọn các bạn thôi. Thì cấu hình như vậy thì chơi game, tất cả game gần như bây giờ đều ổn. Nếu bạn muốn chơi thực sự mượt thì giảm cấu hình một chút là xong. Và render video cũng như làm đồ họa bằng Photoshop thì không gì bàn. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc livestream tại đây. Hy vọng các bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau livestream với cả Anfat PC. Mình là Sophel, xin chào và mình kết thúc livestream tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những thời gian sau. Bye bye.